Chúng ta bắt đầu phần trình của mình rồi các bạn. Thở nụ cười. Rồi, ok. Chúng tôi đến 1, 2, 3 các bạn hãy nở nụ cười. Và sau đó hãy từ cho mình chàng có tay vì đã ngồi đến đây. Đến giờ này của ngày hôm nay. 1, 2, 3. Vâng, các bạn vừa rất tuyệt vời các bạn đang ngồi đến đây. Đến giờ phút này, các bạn sẽ tự hỏi ngày hôm nay tôi đến đây để nói các bạn về điều gì? Về điều gì? Có một câu hỏi mà các bạn sẽ tự đặt, đã bao giờ bạn tự đặt ra cho mình chưa? Đó là điều gì dẫn dắt bạn trong cuộc sống này? Hãy tự hỏi mình xem điều gì dẫn dắt bạn trong cuộc sống này. Hàng ngày đi qua, đúng sáng nay tôi đi ở ngoài đường gặp rất nhiều người và tôi khám phá một chuyện bí mật thú vị. Đó là có rất nhiều người có điểm chung với bạn. Thì cậu bé này giống các bạn, họ sẽ giống người nghèo khổ vậy. Nhưng đừng buồn vì điều đó. Cậu bé này có một ước mơ về một cuộc sống đầy đủ hơn. Ba mẹ này có một ước mơ về mỗi ngày bán được nhiều củi hơn để có thể cho con gái của mình tiền ăn học. Chàng trai khuyết tật này có một ước mơ về việc là lập ra một công ty công nghệ thông tin để dành cho những người khuyết tật như anh. Người này quá nổi tiếng. Ông ta có một ước mơ về việc đưa Việt Nam trở thành thủ phủ cà phê của thế giới. Và người này, hãy cho một tràng pháo tay. Tôi có một ước mơ về một dân tộc Việt Nam độc lập, ấm no, hạnh phúc. Và bạn giống tất cả những người này. Và bạn giống hàng ngàn người mà bạn lướt qua mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều có những ước mơ. Tất cả chúng ta đều có những ước mơ. Nhưng đã quá lâu rồi bạn lãng quên ước mơ của mình. Hay ước mơ của bạn đã giấu trong tim của mình. Bởi vì cuộc sống cho bạn quá nhiều áp lực. Công việc cuốn bạn đi và bạn quên đi những ước mơ của mình. Như vậy, ngày hôm nay ngồi lại trong phòng này, bạn hãy tự hỏi rằng bạn có ước mơ không? Và khi tôi hỏi bạn câu đó, hãy trả lời một cách thành thật nhất và to nhất rằng bạn có hay không có ước mơ. Tôi sẽ trả lời trước. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây và tôi nói với bạn rằng tôi có ước mơ. Và tôi tin chắc rằng anh Sơn có những ước mơ, anh Hà có những ước mơ, bạn có những ước mơ, bạn nữ cái gì bạn có những ước mơ, và tất cả chúng ta đều có những ước mơ. Bạn có ước mơ hay không? Có. Thì cảm ơn tất cả bạn hãy cho một tràng pháo tay về rất tuyệt vời. Có những ước mơ. Tuy nhiên bạn đã lãng quên nó quá lâu rồi, hay bạn quên nó một phút nào đó trong cuộc sống, bạn quên đi những ước mơ của mình. Bạn dành một phút của sáng chủ nhật để chờ ngày hôm nay để nhớ lại những ước mơ, để đánh mất những điều đã bị quên lãng trong cuộc sống. Bởi vì có quá nhiều thứ, có quá nhiều áp lực. Có một điều thú vị là khi bạn còn nhỏ, hầu như cậu bé là còn nhỏ cũng ước mơ lớn lên bạn sẽ làm công an, có súng, bạn đi bắt người. Ôi, cool. Và hình như cô bé nào cũng từng ước mơ mình trở thành cô dâu, gương mặt đồ đẹp. Và những đứa trẻ con là những người có nhiều ước mơ nhất. Và khi bạn lớn lên, bạn đi học, bạn có những ước mơ về việc bạn học giỏi hơn, bạn có ước mơ về bạn có một công việc làm tốt hơn, bạn ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Như vậy, hãy thử đánh thức những ước mơ của ngày hôm nay. Tại đây, ngay bây giờ, hãy tự hỏi xem ước mơ của mình, ba ước mơ lớn nhất của mình, hay là những ước mơ nhỏ nhoi thôi. Ví dụ như hàng gắn tình cảm với người bạn gái mà hôm qua bạn đã break up. Hãy đánh thức những việc đó. Và cách nhắm mắt lại. Hãy bắt đầu. Hãy nhắm mắt lại. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn. Hãy nhớ về những giá trị thật sự quan trọng đối với bạn. Gia đình của bạn, người thân, công việc. Và hãy nghĩ về những ước mơ của mình. Hãy làm cho nó lớn lên. Hãy đi đến gần những ước mơ của mình. Những ước mơ bạn bắt đầu hiện ra thật rõ ràng. Và hãy mở mắt ra. Hãy nhớ về những cái điều vừa xuất hiện, những ước mơ vừa xuất hiện trong đầu của bạn. Những ước mơ đó đang ở trong bạn. Hãy nhớ kỹ nó, hãy nhớ kỹ thời điểm này. Hãy nhớ kỹ những ước mơ này ở trong bạn. Nên có một tờ giấy để các bạn ghi những cái điều bạn vừa mới nghĩ ra. Bạn hãy nhớ những điều vừa xuất hiện, những ước mơ trong đầu của bạn. Bạn hãy nhớ những điều đó. Và mở mắt ra và ngay từ thời điểm này hãy trả lời cho tôi câu hỏi: ai đã thấy những ước mơ xuất hiện trong đầu mình? Ai? Rồi, ai đã từng có những ước mơ? Rất nhiều bạn đã từng có những ước mơ, hãy vỗ tay.
sự có những ước mơ. Rồi làm thế nào để bạn biết những cái ước mơ đó thật sự thật? Làm thế nào để bạn chạm tới gần ước mơ của mình? Có thể nó ước mơ rất to lớn nhưng những ước mơ nhỏ nhỏ mà thôi. Làm cách nào để biến những ước mơ này? Điều đầu tiên, bạn đã có một ước mơ thì bạn cần phải xác định đó. Có hai từ thường đi kèm với từ ước mơ, đó là mơ mộng. Còn mơ mộng thì thường đi kèm với hai từ là đây, mơ mộng ảo tưởng. Do vậy hãy xác định xem cái nào thật sự là ước mơ của bạn. Vì thời gian của bạn là giới hạn, không có thời gian dành cho những mơ mộng ảo tưởng. Và làm cách nào để biết được rằng ước mơ đó là ước mơ của bạn mà bạn có thể thực hiện nó? Có cách hãy hỏi mình hai câu hỏi như sau. Đầu tiên là cái mà tôi đã hỏi các bạn, những giá trị nào thật sự quan trọng với bạn trong cuộc sống này? Và liệu ước mơ của bạn có phù hợp với những giá trị của bạn hay không? Nếu bạn là một người muốn chăm lo cho gia đình, nếu ước mơ của bạn là về công việc, bạn lao đầu vào công việc, bạn nghĩ rằng mình có ước mơ về việc, bạn lao đầu vào công việc, bạn bỏ quên gia đình của mình, thì một ngày nó sẽ hối hận. Do vậy, nếu ước mơ của mình không phù hợp với những giá trị của mình, thì bỏ nó qua một bên, tại vì nó chưa phù hợp với bạn hiện tại. Và thứ hai, hãy tự hỏi mình rằng bạn có năng lực gì, bạn đang có những gì để thực hiện ước mơ của mình. Và nếu bạn không có thì có cách nào để làm cho nó có hay không? Và nếu có thì đó chính là ước mơ của bạn, bạn có thể thực hiện được nó, chứ không phải được là đó là mơ mộng ảo huyền. Và hãy đi tiếp bước thứ ba và xác định xem xuất phát điểm của bạn đang ở đâu trên cái quãng đường chạy tới ước mơ của mình, và bắt đầu lập kế hoạch để đi đến ước mơ của mình. Tôi không nói đến những ước mơ lớn, có thể là những ước mơ nhỏ không? Cuối tuần này gặp thời gian anh tối với gia đình, hay là cả thách đã lâu lắm rồi bạn chưa từng về thăm gia đình, dành thời gian để thăm nó. Vậy hãy lập kế hoạch cho những điều đó. Khi lập xong một kế hoạch để cho đi tới ước mơ của mình, thì hãy hỏi mình rằng bạn cần những nguồn lực nào, bạn cần những sự hỗ trợ nào trên con đường đi tới ước mơ của mình. Ví dụ bạn muốn thành lập một công ty mang tính chất toàn cầu, thì hãy xem nguồn vốn của mình ở đâu, ai là những người đồng hành với mình sẽ đi cùng mình trên con đường đó. Hay ước mơ của bạn đơn giản là tôi muốn hàn gắn tình cảm với người vợ một tháng này, tôi không thể nói chuyện với cô ấy, thì hãy hỏi ai là người hỗ trợ bạn. Có thể đó là con của bạn, có thể đó là mẹ vợ, hay là bạn của vợ, những người đó là người hỗ trợ của bạn. Vì nếu bạn đi một mình trên con đường đi tới ước mơ của mình thì sẽ khó đấy. Nếu bạn có những người chống lưng, có những người đi cùng, có những người hỗ trợ bạn, bạn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cuối cùng, trên con đường bạn đi tới ước mơ sẽ lâu lâu, có một vài nhàng nhảy ra rồi đó. Hey, ước mơ mày đó hả? No way, không muốn làm được việc được. Chỗ này hả? Không đâu, làm sao thực hiện được. Hay, chỗ cái này khó lắm, mình giờ phải mình không thực hiện được ước mơ của mình đâu. Do vậy, hãy học cách đối diện với chỉ trích và phê bình để nói rằng hey, đây là ước mơ của tôi, và tôi sẽ thực hiện nó, tôi sẽ đi đến cái đích của mình cần. Chứ không phải là vì những lời chỉ trích đó mà quên ước mơ của mình. Và cuối cùng, hãy học cách ứng xử với thất bại. Nếu trên con đường mày chạy đến ước mơ, tông phải bức tường và bất ngã. Có một số người thế này, rụt luôn, không chạy được, họ không bao giờ chạm tới được ước mơ của mình. Còn có một số người đứng dậy đi tiếp, bằng cách tiếp tục đâm đầu vào tường đó, hay và cũng không thành công. Như vậy hãy học một kỹ năng khôn ngoan từ một sư phụ đáng nể của loài người, đó là loài kiến. Vì sao? Bạn hãy tự chặn tay vào đường đi của một con kiến, nó sẽ tìm cách đi vào một cách, nó tìm cách trèo lên trên. Nếu mà con kiến nhựa nó sẽ cắn bạn, đông tay bạn tìm bỏ bạn. Và tìm hãy tìm cách để đi đến ước mơ của mình bằng cách kiên trì bằng cách khôn ngoan. Như vậy, ngày hôm nay bạn đã biết cách để đi đến gần ước mơ của mình. Bạn biết rằng có ước mơ, và hôm nay khi ngồi đây bạn đánh thức những ước mơ của mình. Vì vậy, hãy theo đuổi những giấc mơ của mình, để dù bạn không thành trở thành những vĩ nhân, bạn có những giấc mơ nhỏ nhoi thôi, thì bạn cũng dùng những giấc mơ của mình đem lại giá trị cho người khác. Tấm hình này, hãy nhớ về cô bé này cách đây 2 tuần, Vietnam Got Talent. Cô bé bị xương bị tinh, cô bé không thể đi được. Những ước mơ của bé là được hát, chỉ đơn giản vậy thôi. Và khắp căn phòng hôm đó, cô bé đã dùng tiếng hát của mình mang lại cảm hứng cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người cũng nghe này. Do vậy, hãy không ngừng theo đuổi giấc mơ của mình. Và tôi mời các bạn sẽ quay đầu tư. 人为什么活着？đây là một câu chuyện có thật. Và ngày hôm nay hãy xem nó để nhận ra rằng điều gì dẫn dắt bạn trong cuộc sống này. Bạn có thể sống để nhớ thương một ai đó. 为了活下去。
为了活命吗? Mà sống chỉ đơn giản là để duy trì sự sống này. Hay là vì để ly khai? Sống để ra đi trong tâm này. Đang sống đi. Năm người đàn ông này đối diện với tuổi già, bệnh tật, đây là một chuyện khó khăn. Đến lúc này quyết định. Nhớ đi, có những giấc mơ đang bóng bụi ở trong tâm hồn của bạn. Đã quá lâu rồi bạn quên lại nó. Và ngày hôm nay, sẽ bắt đầu cố gắng bỏ những trở lực, những chướng ngại trong bạn để quay trở lại con đường chinh phục những người đàn ông này. Với sự chuẩn bị, lập kế hoạch là 6 tháng. Nhưng bước thứ 3 mà tôi nói đến với các bạn. Mấy người đều có thay hóa sinh quan trọng. Có bệnh tật trong người, họ đã thành những giấc mơ và gia đình của mình. Họ đã lái những chiếc mô tô lớn. Trên con đường đó lại cần những người hỗ trợ. Quan trọng 13 thiên. Thì con đường đó với chiếc mơ phải có dài bao nhiêu thiên nữa. 1,139 thiên. Hãy liên tục, hãy không ngừng theo đuổi giấc mơ của mình. Chỉ vì một lý do đơn giản. Với một lý do cực kỳ đơn giản. Với một lý do. Đó là, những khoảnh khắc, hãy tự hỏi mình. Bạn đang sống gì? Điều gì dẫn lối? Ước mơ.